Đội tuyển nữ Việt Nam đã gây ấn tượng tại FIFA World Cup 2023 bằng màn trình diễn đầy quả cảm. Dù thủng lưới sớm ở phút 14, các cô gái Kim Cương đã duy trì hàng phòng ngự, tập trung, kỷ luật và thể hiện quyết tâm đến phút cuối cùng. Dù thua 0, ba trước đội bóng mạnh nhất thế giới là đội tuyển nữ Mỹ, thành công đáng khen ngợi của đội tuyển Việt Nam nhận được nhiều đánh giá tích cực từ dư luận quốc tế. Báo chí châu Á và New Zealand đều ghi nhận màn trình diễn tốt của Việt Nam. Chuyên gia Michael Coffs và trang The Athletic cũng đánh giá cao huấn luyện viên Mai Đức Chung và đội tuyển nữ Việt Nam với sự cạnh tranh và tích cực trong trận đấu ra mắt World Cup. Đội tuyển nữ Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh tại FIFA World Cup 2023 khi giữ vững đội hình, duy trì 10 cầu thủ phòng ngự trước khung thành và nỗ lực trong từng pha tranh chấp. Mặc dù thủng lưới trong 15 phút đầu tiên, tân binh của giải đấu đã tự hào với lực lượng cổ động viên hùng hậu cổ vũ mạnh mẽ. BBC Sport đánh giá cao sự tự tin tuyệt đối của đội tuyển nữ Việt Nam trước tuyển Mỹ, đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Trang tin Newstel nhấn mạnh sự kiên cường và chặt chẽ trong thế trận của cầu thủ nữ Việt Nam, đặc biệt là thủ môn Kim Thanh với những pha cản phá xuất sắc, trong đó có việc cản phá cú sút phạt đền của Alex Morgan. The Guardian lời ngợi Kim Thanh và đội tuyển nữ Việt Nam với phòng ngự kiên cường, ngăn chặn một số cơ hội của đối thủ. FIFA cũng đăng tải 3 hình ảnh của thủ môn Kim Thanh trong trận đấu.